Ôi, con ếch to á. Miếng siêu to khổng lồ. Miếng to. Ôi.
Anh chị ơi, ra ăn tối ạ. Wow. Ngon thế. Ngon.
Món gì đây em? Đây là kê gà anh ạ. Ngọc kê con gà. Khoai tây hả? Vâng, khoai tây nướng đấy ạ. Đây nhá, xiên này trước đi hả? Vâng. Ui, nhìn ngon quá. Ngon. Nhìn vàng quá, màu rộng nữa. Đúng vậy. Wow. Wow. Nhìn thấy wow. Ngon. Thơm lắm. Ừ. Xin mời mọi người. Mời chị ăn. À, mời cả nhà nhá. Thơm hết. Thơm lắm. Kẹp với hành tây ấy. Ngọt nó ngọt em nó thơm kẹp anh ăn đi. hai bên với nhau. Món hôm nay ngon quá. Ăn củ khoai nữa. Nếm củ. Ăn củ bé. Wow. Ngon. Thơm lắm luôn á. Ngon đúng không anh? Thơm. Cái béo. Nó thơm hơn hấp. Mà nó giữ độ ngọt hơn. Hai món này ăn với nhau hợp với đấy á. Chuẩn nhá. Vâng, em xin chuẩn nhá. Chuối chín thơm lắm. Ăn xong này sẽ ăn chuối. Thịt heo nè. Biết. Anh ăn đi. Thịt heo. Thịt heo vừa chuyển đến. Ngậy lắm. Anh khoai tây nhỉ? Thank you, em kêu em. Em thấy bắp ăn khoai nóng mới ngon. Cái này nướng lâu là săn lại rồi. Vâng, nó săn lại tại vì trong này là có nước nha. Nó săn lại. Bình thường ăn nỏ là thấm mềm, nhưng mà này là thịt săn rất là thơm. Nó độ dai, mùi thơm của than. Thịt da rất là thơm. Thank you.
Khoan khoan khoan. Cá không thôi. Yên nhắm lửa đám cá nha. Đứng yên đấy. Thank you.
Cái nước chấm ngon, đổ cay vừa đấy. Cái rau đồ này chấm đấy, cái nước chấm mẻ ngon lắm. Đậm vị, nhiều chấm phê, ngon. Trứng thịt băm, mẻ, cà chua, có cả lòng cá. Ngon cực. Chị ăn nhiều rồi nhá. Ngon này ăn nhiều. Đắng nhưng mà đắng ngọt. Ta vẫn có vị ngọt của rau trộn lẫn này. Chấm nhỏ này luôn. Ngon, ngon cực luôn, chấm luôn. Vừa tới cái độ cay, không cay lắm. Em bỏ bớt hạt ớt đấy, cho hành nữa sẽ cay. Nghiện rau, rau ngon, ngon quá. Yeah. Cá nướng giòn, tan. Ngồi xin thôi lại cười. Đây mình có yến em ăn cái. Đoán được à? Hàng đồng. Thành búp phép. Yeah. Ừ, thank you.
Up, up, up. Up, up.
này câu được cá vừa ha. Ok. Câu bây giờ. Dạ. Cháu đi câu ạ. À? Cháu có anh cháu đang câu ngoài đây. Dạ. Yeah. Câu quả đấy để làm gì? Câu về ăn nuôi cá đấy ăn ngon mà. Nà không luôn, không có xương mới. Dạ. Yeah. Sửa lại rồi. Qua đây. Sáng. Nhà đây. Là nào nào, không bày nhau. Không bày nhau nhá. Đố mà đây con gà không gì? Thôi đừng nói tục nha. Ấy. Không bày. Đâu. Gì đó. Cái này là phải mấy con này cô, đúng không cô? Đúng rồi, mấy con đấy. Ăn cái gì gà? Gà chưa lớn mày đòi ăn. Mày xỉ lơ. Thế có hay đi vào trong đê để chơi không? Thế anh câu cá ở đâu? Ở bên kia. Đây, cô cho mỗi đứa một cái đùi ăn nhá. Đó gì? Đây. Đây. Cho xin cô. Rồi, ăn đi. Không bỏ ra nữa. Cô bổ dưa thì ăn nhé. Ăn cái đạn con chó được cái dưa nặng. Nó không cắn tay đâu, nó chỉ cắn xương thôi. Yên tâm. Yên tâm, nó không cắn con, tay. Con này ngoan mà. Không gây gớm. Nhìn ăn thì nhìn cái hàng tiền đạo nó cũng là cái này. Nhìn đi kiểu biết buồn đi. Bẹt mặt xe. Nó lai. Con chó này là lai. Nó lai đích buồn. Đây 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 là con này. Đây, con này đang ăn thừa. Thế. Cháu xin. Cháu xin cô. Nó ăn đi. Có sao lại mặc lên nhỉ? Cáo về mất cây này. Đâu? Đến đây. Đây. Ta bỏ nữa. Bỏ rồi. Ơi. Thôi. Không nhá. Không nhá. Đây. Đây. Chị xin. Xin cái. Trời đất ơi, cô không thái ra cô ơi. Có, cô thái mà ăn đi. Thái cái miếng to mà ăn đi. Thái ăn ngon không? Anh em nói hàng tiền đạo cái răng chết chưa mà. Hả? Ngồi xin lại cười. Anh có Yến là con trai. Mặt cô thì nhỏ à? Không. Thả con cái gì vậy này? Thật đúng rồi đấy nhỉ? Mỗi đứa làm phát biểu câu hay ạ. Cười. Một hai đứa thì cười, một đứa thì trầm tính. Thầy ơi không biết được à? Không phải mà nó lắm mỡ nó ngán. Ngon như thế. Cái phần. À, nhà thầy còn chỗ chân đây. Còn chỗ chân đây nhưng mà là ngoài ông. Thời gian để ông Thành nha. Cô bắt trong chuồng đâu? Cô bắt ngoài đê. Cô bắt ngoài đê là cô bắt ở trong ao. Bậy cô dùng ngoài đê mà. Vì trời ấy. Thật mà. Ngon gì? Vì trời mì cho như này. Ngon nhiều bà. To đâu? Bé mà. Hơn cân con, cân hai con. Làm to đây chỗ này là 6 con. Mình tính đoán thôi. Đoán được à? Này, đồng.
thành buffet. Yeah. Thà biết. Chắc là giống nhau đúng không? Đúng rồi cô. Ngày chơi cùng nhau ấy. Thế thì hộp táo chưa trộn. Cái gì cháu cũng được được. Chờ bạn chơi à? Vãi rồi à, nghỉ mà. Vậy sớm thế. Sao Bình Minh sớm thế? Dậy sớm mới thành công à? 11 giờ cho đi chơi, 6 giờ cháu về. Thà đi chơi nhiều. Mai đạp xe đạp ở đây nhá. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là có bê được cái cối không ấy, cối có 30 cân thôi. Tao có 45 cân thôi. Thế á? Nhưng gần bằng cô gì nữa. 45 cân thì bằng chị ghê. Anh nhiều. Tại nãy nhớ là cảnh mà nên thịt tí thì bị con vàng nó đốt. nó đốt mà nó đốt được á? Hả? Nó đốt được. Nó đốt chứ. Chị vèo vắt qua con vàng thế là con đen. Cứ sai sai của gì thế là vàng. Mình thấy cứ sai sai đúng không? Mình đó mình còn thấy sai đúng không? Hôm trước thì áo trắng của mình bị vàng. Hôm trước thì dính như chuối hôm nay thì hôm nay hai chị em ngồi đến như thế. Miếng siêu to khổng lồ. Miếng to. Ôi.
Thank you.
Lạc này bụi quá. Bên này.
Ui, nặng quá. Thế anh có lạc không? Có. Cười, ngồi cười. Pha trà uống trà kẹo lạc nhá. Để nóng quá đúng không? Nổ luôn. Đó. Đấy. Thế ơi. Cẩn thận này nhá. Ủa, bỏng ấy. Anh vào uống trà này anh. Tuyệt vời. Thôi, ngon lắm. Ngon không? Dạ, sao không? Thơm quá. Bây giờ mới có độ hơi đắng đắng. Ngon lắm. Ngon lắm. Ôi, miếng sữa to khổng lồ. Miếng to. Ôi. Ôi, miếng này to này chị ơi. Miếng chị to hơn của miếng của em. Nè em bảo, đây em bảo. Chị xin Phật. Ôi, đây. Xin ấm. Đây là cho anh thơm vào. Có thêm mà nhỉ? Thêm ấy thôi. Thêm chè. Nghe anh mẹ em ngon lắm. Anh kẹo lạc uống chè ngon lắm, chè nó không đắng đâu. Không đắng thì nào. Ngon không? Ngon không? Nó ngon luôn. Chấp chấp mắt. Mùa đông làm múc chè này xong rồi làm đặc thêm tí nữa uống ngon. Ấm. Thế em sẽ làm kiểu sợi điều. Không kiểu lạc. Thôi không. Một điều, lạc. Dưa. Nó như thế này á? Không, dưa ăn thì làm là... Có một ngã này trong rồi nhá. Để đi nó. Ít lá chè vào cho tí nước. Cảm ơn nhé. Ngon không? Ngon. Sao tối lại mất ngủ ngon quá, chè ngon. Tối ngủ mình này. Tối này có Yến thôi, chị mất ngủ. Thế là đi học mây che đan là học đàn xong rồi về lớp 9 rồi. Đầu đầu tiên là bố em lừa em bảo mày đi ra nhà nó làm trong nhà nó có máy tính. Từ khi là gửi nó đi nhà khác. Anh còn bảo con Thỏ bỏ là dạy nó vẽ. Chả dạy. Cố mà nó vẽ. Nó hơi trẻ đúng không chát thế nào. Nhập pha nhiều mới cái à. Uống này vừa vừa. Bố em uống đắng lắm. Cái nước chè mùi màu kiểu màu bánh rán à. Mà như thế bố em bảo uống thế mới ngon, ngọt. Ếch làm cái gì nhỉ? Nhưng mà ếch ếch chiên là không thích. Ếch chiên khô lắm. Ăn nó không đậm lắm. Nó bảo là món gì nhỉ? Cái gì vũ nữ nhỉ? Nó mùng á? Vũ nữ chân dài. Vũ nữ chân dài. Đấy là con nhái. Con nhái. Một mảng luôn, một mảng luôn. Và anh đi làm, anh làm đấy mang đi. Tấm chân tình của anh đấy nó ngọt ngào như thế này ấy. Em mình kẹo lạc cái ngọt ngào như ngon không? Ngọt ngào như tình yêu của anh. Đây.
Thơm quá. Của ai rồi? Tìm gì đấy? Không được lấy, ngang ngang. Ôi, con ếch to á. Phong ơi, đã bắt được ếch nè, Phong ơi. Phong, đi ra, không được ăn. Chua chín, không được ăn nhé. Chặt quá. Phúc ơi, Phúc ơi.
Đi về Phong ơi, đi về.
Thơm quá. Ngon thế. Ăn cơm chị ơi. Hấp dẫn nha. Nhìn đã thấy bắt mắt rồi. Hôm nay chị ăn. Xin mời nhé. Ăn gì? Này gì đây? Ăn thử xem em làm đấy. Ăn được con ếch. Ôi nhìn con ếch. Ăn cơ đấy. Cơ ấy. Vâng. Công ngoài hồ sen lắm. Ngon lắm. Ừ. Cán ếch có xe à? Nhiều. Cái này nhiều chân. Ngon thế. Thơm. Giòn. Chị đã cho nó thơm. Đây là được chiên hai đợt. Ngon. Cái tay này ngon. Của ai rồi? Chị Vi hôm nay ăn mấy con nhá. Mấy con. Nhớ nhá. Ừ. Thử ếch ngọt lắm. Ngon mà. Trong mềm mềm giòn. Ngoài cắn giòn thích thật. Sao dây này cũng giòn này. Ừ. Ừ. Đấy không ạ? Đấy chưa nhá, soi này nhiều dế mèn lắm. Vi bảo em là thôi đi vào. Mùa này đầy dế, cứ lò lò ra đầu hàng. Ấy được. Tanh lắm chị ạ, còm nó không phải có. Không, Vi đã cho bà này một con để bà ấy à. Đã kiểu là có sống á. Sống mà. Vâng, hai bẫy của có sống. Còn hơn cả mấy gói bim bim. Bim bim còn chất bảo quản hay làm gì chất bảo quản. Đúng. Chuyển đến con thứ hai. Chưa nhá, soi này nhiều dế mèn lắm. Vi bảo em là thôi đi vào.